Em đến với 5 giờ 15 phút sáng sớm luyện não hóa học. Và hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ luyện phản xạ hóa học đề số 8 nhá. Đề số 8. Đề cuối cùng trong chuỗi đề phản xạ của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học này, và cái việc mà các em comment đáp án cũng như chia sẻ lại buổi học này đấy là một cái lời ủng hộ thầy Minh, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã học với nhau là ngày số 20 rồi các em ạ. 20 ngày thầy trò chúng ta dậy sớm cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, đúng không ạ? Chinh phục đỉnh cao cùng nhau, và thầy trò chúng ta đã ở bên nhau 20 ngày. Ngày hôm nay ngày thứ 20, và chúng ta sẽ còn ở bên cạnh nhau thêm 20 ngày nữa, tổng là 40 ngày thầy Minh vững bước cùng các em trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Rất mong muốn rằng tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là buổi học free ạ. Thank you tất cả các bạn, các em rất nhiều lần. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đúng rồi, chúng ta còn 20 ngày nữa thôi là chúng ta thi rồi. 20 ngày nữa thôi ạ. Nên thầy Minh rất mong muốn là tất cả các bạn cháy cùng thầy. Hết mình. Rồi, thầy Minh đang soạn rất nhiều món quà để dành tặng cho các em trong 20 ngày cuối này. Bắt đầu nhá. Câu số 1 ạ. Tên gọi của X là nào? Câu số 1 ạ. Tên gọi của X là, X tên gọi là gì ạ? Câu số 1 ạ. CH3NH CH3 CH3NH CH3, vậy đáp án chính xác chúng ta là dimethyl amin. Đáp án đúng là đáp án B. Thế mình tuyên dương bạn comment đáp án đầu tiên là bạn Nguyễn Dương Tuấn Khoa, một trong số những bạn học online khá khủng của thầy Minh. Đấy, tuyên dương thứ hai bạn Kiều Minh. Tuyên dương thứ ba bạn Phương Anh, Nguyễn Đạt, Thúy Dung, Thúy Duyên, Kiều Mai. Ok, câu số 2. Câu số 2. Công thức cấu tạo thu gọn của anhydride acrylic. Công thức cấu tạo thu gọn của anhydride acrylic. Ô, câu này hay này. Câu này hay này, nhiều bạn chọn B. Vậy liệu B có phải đáp án chính xác không? Liệu B có phải đáp án chính xác của chúng ta không? À đúng rồi, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Lần này thầy Minh tuyên dương một số bạn trên tọc tọc. Tuyên dương bạn Hi To này, tuyên dương bạn Huy Bá này, tuyên dương bạn Cúc Cu biết buồn luôn rồi. Tên trên này tên toàn tên thú vị nhỉ. Toàn tên thú vị luôn. À, hôm qua các bạn ấy tặng quà thầy kim cương. Thế thầy mới hỏi vợ thầy là thích kim cương này có ăn được không? Vợ thầy bảo là ăn được. Từ từ rồi đổi quà rồi. Cảm ơn các bạn đã tặng thầy kim cương nhá. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều lần. Rồi. Chiến đấu cùng thầy nhá. Còn 20 ngày nữa thôi. Còn 20 ngày nữa thôi. Câu số 3, kim loại Fe tác dụng hàn bôn loãng thì sinh ra khí H2 và muối nào sau đây? Kim loại Fe ạ. Nào, kim loại Fe tác dụng với H2 bốn loãng thì sinh ra muối nào? Úi giời đấy, đấy, hôm qua là không thấy Quang Minh đâu. Không thấy hôm qua có đấy Quang Minh nhưng mà hôm qua không thấy Minh Phương đâu, hôm nay thấy Minh Phương rồi. Minh Phương hôm qua ngủ quên rồi. Đúng không? Khánh Minh nó bảo nó gọi Minh Phương nhưng không thấy Minh Phương đâu. Minh Phương chắc chắn hôm qua ngủ quên. Kim loại Fe tác dụng H2 bốn loãng thì sinh ra Fe2 S4 à FeS4 đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án B. Câu 4 à? Câu 4 à? Nồng độ khí X cao trong không khí là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit. Công thức của X là nào? Công thức của X ạ? X nguyên nhân chính gây hiện tượng mưa axit ạ. Vậy chúng ta chỉ có thể là gì? SO2. Chính xác, đáp án đúng đáp án C. Câu 5 ạ. Câu 5 ạ. Hôm qua chả dậy sao Minh Phương? Hôm nào chả dậy? Úi giời ơi, bà Minh Phương, bà bảo hôm qua thầy có dậy ạ. Chắc là bà ngủ quên trong mơ rồi. Ngày nào thầy cũng dạy, những ngày cuối cùng này không ngày nào là không dạy kèm cả. Sáng nào cũng chiến đấu nhá. Câu số 5 ạ. Số Fe có cùng công thức phân tử là C8H8O2 khi bị phân trong dịch kiềm thu được hai muối. Câu này hay này. Hai muối về nó phải là Fe của phenol đúng không? Sáng nào thầy cũng dạy nhá, các bạn chú ý là phải đặt follow này, nhấn nút chuông này xong rồi xem trước vào. Để đừng bị lỡ mất để đừng bị lỡ mất một buổi nào nhá. Khổ quá. Este của phenol CH3 CO C6H5 H CO C6H4 CH3. Rất nhiều bạn chọn 2 nhưng 2 không phải đáp án chính xác. Ở đây mình có đồng phân O M P đúng không? Ở đây mình có đồng phân O M P. 2 là đáp án sai rồi. Xin chia buồn với tất cả bạn đã chọn đáp án sai là đáp án 2. Các bạn đã bị lừa. Nhưng không sao cả. Học thầy Minh thì chúng ta phải để cho chúng ta bị lừa. Bởi vì một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần
chúng ta sẽ nhớ cả cuộc đời này. Được không ạ? Rồi, thế còn các bạn chọn gì ạ? Rất nhiều bạn chọn 4C, nhưng đây các bạn phải đọc kỹ là tác dụng dịch kiềm thu được hai muối. Hai muối thì nó phải là este của phenol. Đúng không ạ? Nó phải là este của phenol. Nên đáp án 5 chúng ta phải là đáp án gì? 5 phải là gì ạ? Đúng rồi, 5 phải là A. Chính xác, 4 cháu. Đấy nhá, các bạn chú ý nhá. 5 chúng ta phải là A, 4 cháu. Một lần sai, một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời các em nhá. Comment mạnh mẽ lên ạ. Câu số 6 đáp án gì ạ? Nào, câu số 6 đáp án gì ạ? Số dung dịch phản ứng được với kim loại siêu bụi. Khẩn trương các em. 6 đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Làm sao phải nhanh hơn thầy ấy? Nhanh hơn thầy mình mới thành công được. Số kim loại, số dung dịch phản ứng với Cu, Fe3 cộng cộng với Cu là chuyện bình thường rồi. Ai vào cộng cộng Cu là đúng rồi. Cu không cộng với Zn hay cộng? Cu cộng H2O3. Vậy ta sẽ có mấy ạ? Câu 6 chúng ta sẽ có 3 B. Ok. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án là 6 B. Tuyên dương bạn Quang Minh Nguyễn, tuyên dương bạn Nguyễn Dương Tuấn Khoa, tuyên dương bạn Nguyễn Đạt, chia buồn với bạn Trần Huy Minh. Trần Huy Minh đã bị thầy lừa. Tuyên dương bạn Bùi Quốc Tuấn. Bùi Quốc Tuấn bị trả lời sai nhưng vẫn tuyên dương, tại vì là sai một lần là nhớ cả đời. Đấy. Ok nhá. Chiến đấu tiếp các em nhá. Khẩn trương comment đáp án của thầy nào. Câu số 7 ạ. Chất nào sau đây là chất béo ạ? Nào, câu số 7 ạ. Số 7 các bạn chọn. Chất nào sau đây là chất béo ạ? Chất béo là gì ạ? Tristerin đúng không? Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Tristerin rất dễ. Câu số 9 ạ. Tính chất học đặc trưng của kim loại. Eo ơi, câu này chúng ta gặp rất nhiều nhá. Thầy có cảm giác rằng là sáng nào thì cũng gặp câu này. Sáng nào dậy sớm của các em thì cũng gặp câu này. Đúng không? Thế mà đi thi mà gặp câu này mà sai thì thôi nhá, về đừng nhận là học trò thầy Minh. Nhá. Tính chất học đặc trưng của kim loại nó chỉ có thể là tính khử C. Câu 9. Kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp nhiệt luyện? Nhiệt luyện thì chuyên được sử dụng để điều chế cho các anh kim loại đứng đằng sau anh nhôm, nó là những anh kim loại có tính khử trung bình yếu. Vậy nhiệt luyện thì chỉ có thể điều chế anh D, Fe mà thôi. Đấy, thầy Minh tuyên dương bạn Mai Nhật, bạn Duy, bạn Ami, những bạn đã comment trả lời đúng. Đúng ạ. D. Nhiều đứa comment C này. 10D. Úi giời, mắt lé kìa Khánh Minh. Câu 10. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Câu 10. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer thiên nhiên là polymer mà có sẵn trong tự nhiên. Đấy, các bạn nhớ nhé. Polymer thiên nhiên là polymer mà có sẵn trong tự nhiên. Đừng để bị lừa câu này. Thiên nhiên nó là C, tơ tằm. Ấm chưa? C, tơ tằm nhé. Câu 11. Câu 11 ạ. 11 ạ. Este HCOCH3 này có tên là gì? 11 ạ. Este HCOCH3 này có tên là gì? Thế này nó có tên rất đơn giản thôi. Là gì ạ? Metin. Metin gì các em nhỉ? Metin format. Chính xác. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. 12 ạ. Chất thuộc loại disaccharide là 12 ạ. Chất thuộc loại disaccharide là 12 đáp án gì ạ? Chất nào trong số các chất sau đây thuộc loại disaccharide? Fructose là mono đúng không? Glu là mono đúng không? Sen là poly đúng không? Vậy disaccharide là C, saccharose. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C, saccharose. 13. Metinamin là tên gọi của chất nào dưới đây? 13. Metinamin là tên gọi của chất nào dưới đây? Khẩn trương các em, khẩn trương. Comment làm sao phải comment nhanh hơn thầy mình nha. Bởi vì chúng ta đang luyện não mà. Chúng ta đang luyện phản xạ mà. Nên là tất cả mọi thứ chúng ta phải comment thật nhanh, nhưng mà phải chính xác nha. Yêu cầu rất là khó khăn. Metinamin là CH3N2. Đáp án đúng đáp án C. Để đạt được điểm cao chúng ta phải hy sinh. Bởi vì không có hy sinh thì không có chiến thắng. Để mà đứng ở trên đỉnh vinh quang, thầy trò chúng ta phải nỗ lực hết mình. Bởi vì không có một người nào đứng trên đỉnh vinh quang mà chỉ dựa vào sự may mắn cả. Ok ạ. Có dạng đếm các em nhé, nhưng mà ở những câu cuối. Câu 14. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Trùng hợp là tơ nitron, đi từ vinyl cyanua. Được chưa? Nitron đi từ vinyl cyanua các em nhá. Câu 15 ạ. Carbohydrate X là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật. Carbohydrate X
là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, bộ khung cây cối. Có bạn học sinh học offline thì nó chọn nó là tinh bột cơ, thế bị thầy xả cho từ đầu đến buổi đến cuối buổi. Đáp án đúng chúng ta phải là cellulose nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là cellulose. Ok ạ. Ok, thế mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cũng như là nhiệt tình comment trong buổi học này. Hãy chia sẻ buổi học này lại về tường giúp thầy Vinh, bởi vì đây là một buổi học free. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu 16 ạ. Trong phân tử nào sau đây có một nối đôi sẽ sẻ? Câu 16 ạ. Trong phân tử nào dưới đây có một nối đôi CC? Một nối đôi CC ạ. Và một nhóm CO nhé, thì nó chỉ có thể là vinyl acetate CH3CO CH nối đôi CH2. Đấy chưa? CH3COO CH nối đôi CH2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, vinyl acetate. Ấm áp nhá. 17 ạ. 17 nào. Khẩn trương nào các em, 17 nào. Dung dịch nào, chất nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê? Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê ạ? Các bạn lưu ý với thầy nha, điều kiện để xảy ra phản ứng màu bí ổ rê là nó phải đi từ dipeptide trở lên đúng không? Dipeptide thì không có. Là từ tripeptide đúng không? Vậy nó phải tripeptide trở lên thì nó chỉ có thể là lòng trắng trứng thôi. Vì lòng trắng trứng nó là polypeptide. Thầy like từ 5:15 nhá. Nên là nhớ đặt là xem trước đi. Thì lúc mà thầy like nó sẽ thông báo luôn. Câu 18. Sản phẩm phản ứng ST hóa giữa ancol metilic và acid acetic. Ancol metilic là CH3OH này. Acid acetic là CH3COOH này. Đúng chưa? Vậy đây là hóa lớp 12 nhá. Hóa lớp 12 chương trình sách giáo khoa cũ. Nốt ra bài CH3COOCH3. Metin acetat. Đấy chưa? Metin acetat, đáp án đúng là đáp án B. Metin acetat. Câu 19 ạ. 19 chọn đáp án gì nào các em? 19 các bạn chọn đáp án gì ạ? 19 rất dễ dàng rồi. Khẩn trương nào các em, 19 ạ. Cho dãy các chất ion kim loại sau đây. Ion kim loại nào? Ion kim loại nào mà nó có tính oxy hóa là mạnh nhất? Lưu ý nha. Ion kim loại nào mà nó có tính oxy hóa là mạnh nhất? Thế thì cái thằng mà có tính oxy hóa là mạnh nhất là thằng có tính khử yếu nhất. Vậy nó chỉ có thể là thằng Ag cộng các em nhé. Đáp án chính xác là đáp án C. Rất dễ thôi. Câu 20. Nó là những câu rất dễ. Điều kiện đầu tiên trước khi đạt 9 điểm thì mình yêu cầu tất cả các bạn học sinh lớp offline và online của thầy Vinh, đó là phải đúng chính xác 3-2 câu đầu. Trong đề thi có 24 câu lý thuyết, các bạn phải ăn chọn được 24 câu lý thuyết. Đối với học sinh của thầy Vinh thì những câu lý thuyết đếm là những câu thế dễ ăn điểm. 20. Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Amino acid ạ. Có nhóm COH và nhóm NH2. Đáp án đúng đáp án B. Anh B này mình còn biết được nó là gì ạ? Glycine. Glycine. Đúng không? Đấy, rất ấm áp. Câu 20 thì Minh Tuyên Dương bạn Quảng Khôi, Tuyên Dương bạn Khánh Minh, Tuyên Dương bạn Thùy Duyên, Tuyên Dương bạn Linh Chi, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án chính xác là đáp án B nha. Tuyên Dương tất cả bạn và các em. Câu 21. STE công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân E trong dung dịch NaOH dư thu được sản phẩm gồm ancol metilic. Vậy nó sẽ có dạng là C2H5COO CH3. Đấy chưa? Vậy muối M chúng ta nó sẽ là C2H5COO Na, hay công thức nó là C3H5O2 Na. 21 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A các em nhé. 21 đáp án chính xác chúng ta phải là đáp án A. Các bạn hết sức lưu ý cho thầy mình, đừng để bị lừa ở những câu này. Ở đây thầy nhìn thấy bạn Phạm Minh Phương, Minh Phương lớp off của thầy mình đã bị lừa ở câu này. Minh Phương 21 chọn D. Rất chia buồn với Minh Phương nhá. Minh Phương quên chưa cộng 2C cộng 1C là 3C. Nhưng không sao cả. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần chúng ta sẽ nhớ cả đời. Câu 22 ạ. 22 ạ. 22 các bạn chọn đáp án gì ạ? Khẩn trương. 22 ạ. Phải thật nhanh. Cho các kim loại dẫn điện tốt nhất là. Ui các em có thấy không? 20 ngày hôm nay lúc nào mình làm mình cũng sẽ bị gặp cái câu mà độ dẫn điện. Thế nên là những cái câu phần dễ này này, nó có xu hướng lặp đi lặp lại. Và khi lặp đi lặp lại thì chúng ta giải thật nhiều, giải thật nhiều cùng với thầy Minh thì chúng ta sẽ in sâu trong đầu, đúng không? Bộ đội Việt Nam bạn, đúng không?
Bộ đội Việt Nam. Bạn, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 23. Câu 23. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Lưu ý nhá. Không cùng tồn tại trong một dung dịch. Không cùng tồn tại trong một dung dịch là nó phản ứng với nhau đấy. Không cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng nó phản ứng với nhau. Vậy là tương đương với câu hỏi này là cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau? Đúng chưa? NaOH và Na2CO3. Chứ COS4 và NaOH thì chắc chắn nó tạo thành kết tủa COH hai lần rồi. Đúng chưa? À thế là không cùng tồn tại là phản ứng với nhau còn gì nữa. Thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì? C. Tí toàn 23C các em ạ. Vậy thấy không? Hút chết. May mắn mà có cảm ứng cả. Tạm thời phải. Yeah, không là toàn luôn. Câu 24. Công thức của tristerin ạ. Công thức của tristerin là gì ạ? Khẩn trương comment đáp án thật nhanh các em ạ. Hôm nay thầy trò chúng ta đang chiến đấu với nhau buổi sáng sớm luyện não. Và hôm nay là buổi thứ 20, có nghĩa là đã tròn 20 ngày thầy Minh chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em, dậy sớm cùng tất cả các bạn và các em chinh phục đỉnh cao kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Thầy Minh rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể dậy sớm cùng thầy để chiến đấu với nhau, sát cánh cùng nhau cho đến những ngày cuối cùng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment ủng hộ thầy Minh. Đó là một cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy Minh có thể dậy sáng, dậy sớm chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Và hãy chia sẻ lại buổi học này giúp thầy Minh, bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Sáng nào thầy cũng like, không sáng nào là không like cả. Dậy sớm được 20 ngày rồi nhá. Bạn, các bạn muốn nhận được thông báo thì nhớ ấn vào nút chuông follow xem trước. Câu 27 ạ. Công thức của tristerin C77H35CO tất cả 3 lần C35. Câu 25 ạ. Từ từ tí xuống dưới. Có bạn hỏi có câu nào lừa tí không? Bạn này chắc là hôm nay mới học thầy Minh. Tí xuống dưới rồi nó mới bị lừa sấp mát. Khí sulfur là gì ạ? ASO2. 26 ạ. 26 là các em. 26 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. 26 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Nitron dùng để dệt may quần áo ấm. Ni lông 6,6 được điều chế phản ứng trùng ngưng. Tơ acetat thuộc loại tơ bán tổng hợp. Và gì ạ? Visco thuộc loại tơ thiên nhiên. Vậy ở đây câu sai là gì ạ? Sai là gì? Đúng rồi, sai là D. Chính xác. Thầy Minh Tuyên Dương, bạn Phương Anh, bạn Quang Hoàng, Luyến Lê, Trần Thu Linh, Phương Linh, Kiều Mai, Nguyễn Đạt, Tuyên Dương, bạn Clan Clan, Mãi Một Tình Yêu, Văn Dương, ui dồi, cái BGHS chờ 825. Ui dồi, khó đọc quá. Là những bạn đã comment đáp án đúng. D ạ, phát biểu sai. 27, một câu tính toán. Hòa tan hết 2,38. Ôi dồi, câu này chúng ta sử dụng một công thức tính toán thần thánh của thầy Minh. Công thức giải nhanh. Ta có M muối sunfat thì luôn bằng M của hỗn hợp kim loại cộng với 96 nhân NH2. Đúng chưa? Vậy ta sẽ có này, NH2 bằng 10,06 trừ 2,38 chia 96 bằng bao nhiêu ạ? Các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh xem là bằng bao nhiêu nào. Cho thầy Minh một con số ạ. Các bạn cho thầy Minh một con số ạ. Cho thầy Minh một con số đẹp đẹp vào xem nào. Cho thầy Minh một con số ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Rồi bấm thôi, bấm, bấm. Bấm các em nhá. Nào bấm này. 10,06 trừ đi. Úi dồi, còn nằm trên giường này. Yêu cầu là muốn dậy luyện não sáng sớm là phải ngồi vào bàn học nhá. Cho tỉnh táo nhá, không bắt lé đấy. Bắt lé là thầy Minh không chịu trách nhiệm đâu. Nhân 2,1 ra số mol này. Đây là năm cuối cùng, những bài cuối cùng chúng ta có nhân số mol là nhân với 2,1. 1,792 ạ, đáp án đúng đáp án C. Sang năm sau với khóa 2K7 học chương trình mới, chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta lúc đấy chúng ta đã phải học sang một cái cách tính số mol mới. Câu tiếp theo, câu 28. 28 đáp án gì ạ? 28 đáp án gì ạ? Kinh thật. 28 ạ. Thủy phân ST nào sau đây trong dịch không thu nhá. Natri acetat, lưu ý cho thầy là từ không thu nhá. Không thu được CH3CONa. Đừng ngu ngốc chọn D, đừng ngu ngốc chọn B, đừng ngu ngốc chọn A. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C các em ạ. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án C. Câu 29 ạ.
29 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh, 29. Hỗn hợp chứa 0,1 mol axit glu. Số mol 0,1. 0,1 mol glycine. 0,1. Tác dụng với dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được mg muối. Vậy muối chúng ta sẽ là axit glu. Bỏ đi 2H cộng 2Na. Gly bỏ đi 1H cộng 1Na. Đúng không ạ? Anh này là 0,1. Anh này 0,1. Vậy ta sẽ khác xác định được mở muối. Ấm áp luôn. Ấm áp luôn, giờ chỉ bấm máy tính được các em ạ. Nào, mở muối nào. Mở muối đáp án gì ạ? Mở muối bằng bao nhiêu? Mở muối bằng bao nhiêu? Bấm máy tính nào các em, là ta sẽ có 0,1 nhân với mở ngoặc đơn này. Phân tử khối của glu là 147, đúng không? Cộng với lại 2 nhân 22 đóng ngoặc đơn nhá. Cộng với này gly này là 75 cộng 22. Kết quả chúng ta là bằng bao nhiêu đây? 28,8 gam. Và đáp án chính xác chúng ta là đáp án gì? 28,8 gam. 28,8 gam. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D. Câu 30. 30 nào. 30 các bạn chọn đáp án gì? Phải thật nhanh. Nhanh nữa lên. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Các bạn chú ý nha, màu đỏ nhá. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì nó phải tính axit. Thằng này tính bazơ này. Không đổi màu, không đổi màu. Đáp án đúng là đáp án D. C6H5NH3Cl, nó là muối có tính axit, làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Câu 31. Cho m gam kim loại Fe tác dụng với CuN4 màu xanh, dung dịch mất hẳn, thu được chất rắn, khối lượng tăng thêm. Khối lượng Fe ban đầu, khối lượng Cu, ta sẽ có số mol của Cu bằng delta m chia 8, đây công thức giải nhanh thần thánh, bằng 0,4 chia 8. Vậy ta tìm được khối lượng của Cu. Đúng không ạ? Xác định ấm được luôn nhỉ. 0,4. Nào ta có 0,4 chia 8 bằng nhân 64 bằng 3,2 gam nhá. 3,2 gam. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C các em ạ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án C các em nhá. Các em chú ý nhá. Đáp án hoàn toàn chính xác là đáp án C. Câu 32 ạ. 32 các bạn chọn đáp án gì ạ? 32. Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu? Chúng ta có một cái loại chất mà nó làm mềm cả hai loại nước cứng, đúng không ạ? Là anh nào? Na2CO3 và Na3PO4. Vậy đi thi mà ta cứ nhìn thấy những cái thằng mà có gốc CO3, ví dụ như là Na2CO3, K2CO3. Ngày hôm nay ở trong câu này không có Na2CO3 nhưng mà có K2CO3. Vì vậy nên mình chọn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Vì vậy chúng ta chọn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 33. Bắt đầu đến những câu lý thuyết khá là cứng, đúng không? Cho hợp gồm FeNO34 phản ứng lượng dư dung dịch H2O3 đặc. Sau phản ứng thì chúng ta sẽ thu được muối. Tác dụng H2O3 đặc dư thì chắc chắn là Fe chúng ta sẽ lên Fe dương 3, đúng không các em? Vậy nó chỉ có thể là FeNO3 3 lần thôi. FeNO3 3 lần. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án A. Thầy Bình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 33 đáp án A. Và thầy Bình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học này và nhiệt tình comment buổi học này. Bởi vì cái việc mà các em nhiệt tình comment và nhiệt tình ủng hộ thầy bằng cách chia sẻ lại buổi học này thì nó là một nguồn động lực không hề nhỏ để thầy Bình sáng nào cũng dậy sớm chiến đấu cùng các em. Và ngày hôm nay là ngày thứ 20 rồi và chúng ta còn phía trước còn 20 ngày nữa. 20 ngày nữa thôi thầy trò chúng ta sẽ chiến đấu để chiến thắng. Bà tự ạ, thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Bà tự ạ, thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Cu điện phân dung dịch thì sinh ra Cu là đơn chất, bỏ. HCl và nước cứng toàn phần không sinh ra đơn chất. Zn đẩy Cu, bỏ. Cu đẩy bạc, bỏ. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đáp án B không sinh ra đơn chất. Các bạn nhớ nhá, đáp án B không sinh ra đơn chất. Câu 35 ạ. 35 đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Đây chúng ta đang luyện não sáng sớm mà. Sáng nào thầy cũng dậy lúc 5 giờ, nhưng mà sau đó 5 giờ 15 thì thầy mới like cùng với các em để cho các bạn có thời gian đọc sách giáo khoa nhá. Like xem lại được, like để xem lại được các bạn nhá. Like xem lại được, hoàn toàn có thể xem lại được. Câu 35 ạ. Câu 35 ạ. Cho các tơ sau số tơ chứa nguyên tố N,
Ô lông chứa nguyên tố nào là một? Visco, visco là cellulose nhúng vào dung dịch C2 không được. Cellulose acetate là sen nhúng vào C3O tất cả hai lần CO không được. Capron có, nylon 6,6 có, 3 chảo, đáp án đúng là đáp án D. 3 chảo, đáp án đúng là đáp án D. Xét lại ở đâu hả? Xét lại thì các bạn đi lên FB nhá, thầy Minh Minh Liên Hoa Học. Hoặc là các bạn search ở bất kỳ một nền tảng nào, các bạn search Minh Minh Liên, được chưa? Là ra thầy nhá. Xem nét nhất, xem nét nhất là xem trên YouTube. YouTube được không ạ? 36 ạ. Kim loại nào trong số các kim loại sau có tính khử mạnh hơn kim loại ZN? Thì cái câu hỏi là có tính khử mạnh hơn kim loại ZN á, thì có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ chơi thế này, là cứ đứng trước ZN trong dây điện hóa thì là khử mạnh hơn ZN, đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi. Khi nào ba cần, vậy đó là đáp án B, C à? Ấm luôn, 37 ạ. 37 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Kim loại nào sau đây vừa tác dụng dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch kiềm, lưu ý là tạo khí bay ra. Vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng dung dịch kiềm mà lại tạo khí bay ra, vậy nó chỉ có thể là nhôm. Al tác dụng với axit, tác dụng với kiềm để tạo thành ClO2, và khí sinh ra chúng ta là khí H2. Ấm nha. Ấm nha. Rồi, tiếp tục ạ. Câu 38 ạ. 38 các bạn chọn đáp án gì ạ? 38 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại chuyển tiếp? Nào, kim loại nào sau đây là kim loại chuyển tiếp ạ? Nào, các bạn cũng comment đáp án. Nguyễn Dương Tuấn Khoa đã comment lên câu 38 ở rất tốt. Kim loại chuyển tiếp là kim loại mà thuộc nhóm B nhé, không thuộc nhóm A. Câu này là câu cũng khoai này. Na là nhóm A, Ca nhóm A, Al nhóm A, chỉ có Z, Cu là nhóm B thôi. Ok chưa? Vì vậy nên kim loại thuộc nhóm chuyển tiếp là Z, Cu. 39 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với FeCl3 trong dung dịch? Nào, lưu ý cho thầy Minh ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với FeCl3 trong dung dịch? Fe chắc chắn đớp FeCl3. Cu chắc chắn đớp FeCl3. ZN chắc chắn đớp. Vậy không phản ứng là chỉ có Ag mà thôi các em nhé. Chỉ có Ag là không phản ứng với FeCl3 mà thôi. 40. Kim loại nào sau đây được sử dụng làm dây tóc bóng đèn? Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh mình mới chiến đấu thắng được câu này. 40. Kim loại nào sau đây được dùng làm dây tóc bóng đèn thì nó chỉ có thể là gì? Wolfram mà thôi, đúng không? Wolfram, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 41. Ở trạng thái cơ bản, số E lớp ngoài cùng của nguyên tử kiềm loại kiềm. Kiềm là nhóm 1A nhé. Các bạn lưu ý thầy, kiềm là nhóm 1A và kiềm thổ là nhóm 2A. Được chưa? Kiềm thổ là nhóm 2A. Thế thì nhóm 1A thì số E ngoài cùng của nó là 1. Được chưa? Mà 2A thì số E ngoài cùng của nó là 2, nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 1 và 2 các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B nhá. Và chia buồn với những bạn không chọn đáp án B. Sai một lần nhớ cả đời. Được chưa? Cái việc của chúng ta học được lý thuyết nhanh là chúng ta học từ việc chúng ta trả lời sai, chứ không phải chúng ta học từ việc chúng ta trả lời đúng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học này và nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này. Rất là cảm ơn. Câu 42. Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H4 loại? 42. Kim loại nào sau đây không phản ứng với H4 loại? Các bạn lưu ý nhá. Không phản ứng với H2SO4 loại. Ag còn thằng nào nữa? Đúng không? Ag còn thằng nào? Ag là không phản ứng với H4 loại. 43. Cho các chất sau, số chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Các bạn lưu ý nhá. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Thầy like đến bao giờ hết đề thôi. Không có dấu sao là mấy giờ cả. Hết đề thôi. Chiến mạnh mẽ luôn. Nhiệt độ sôi cao nhất đó là anh axit đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án A. Câu 44. 14 là bột sắt. Úi giời, câu này lừa này. 14 là bột sắt, số mol Fe. Số mol Fe 14 ạ. Số mol Fe 14/56. Chắc là lớn hơn rồi. Bằng 0,25. Số mol Fe bằng 0,25. Đớp với lại Cu2 cộng. 2 nhân với lại 0,15 bằng 0,3. Vậy thì thu được, chắc chắn là thu được Cu. Tính theo Fe 0,25 cộng với Fe2 cộng. Đúng ạ? Vậy ta sẽ tìm được khối lượng của Cu. Khối lượng của Cu sẽ bằng là 0,25 nhân 64 bằng 16 nhá. 16. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Phải thật nhanh những câu như này các em ạ. Ấm luôn, 0,25 điểm. Tội gì chúng ta phải nai lưng ra khi giải những cái câu siêu khó. Ví dụ như ST siêu khó và axit là hai siêu khó, trong khi điểm của nó chỉ có 0,25 điểm. Còn lại những câu dễ ăn như này
cũng không phải 25 điểm. Thì mình đớp những câu dễ ăn hơn chứ. Đúng các em. Mình đớp những câu dễ ăn hơn chứ. 45 ạ. Địa phân điện cực trơ mô hình dung dịch gồm NaCl và CuS4 cùng số mol. Thế đặt là 1:1 đấy. Đến khi cathode xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Vậy bây giờ sử dụng phương pháp đường thẳng của thầy Minh mới nhìn được này. Đây các bạn nhìn nha, phương pháp đường thẳng bá đạo của thầy Minh chuyên để chinh phục các cái dạng bài tập điện phân. Đấy. Đây là cathode, đây là anode, cathode nơi cation đến, đồng 2 cộng. Nó biến thành đồng. Được chưa? Xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân, vậy điều này chứng tỏ là đồng điện phân hết. Vậy số mol đồng điện phân hết là 1 nên số mol electron trao đổi sẽ bằng 1 nhân 2 bằng 2. Ấp áp chưa? Vậy này, anode này, Cl- biến thành Cl2, số mol Cl- có 1 thôi, số mol Cl2 là 0,5, vậy điều này chứng tỏ số mol e trao đổi của nó đấy lớn hơn 1 nên chứng tỏ còn có sự điện phân của nước để sinh ra O2 cộng 4H cộng. Vậy khí thu được ở bên anode của chúng ta là khí Cl2 và O2 các bạn nhé. Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án B. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Đấy, rất nhiều bạn chọn B. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Câu 46 ạ. 46 một câu tính toán nhanh. Cho 50ml dung dịch glucose tác dụng với lượng dư HNO3. Các bạn phải nhớ cho thầy, một glu thì nó cho mình 2 bạc, đúng không? Phải nhớ mãi cho thầy mình nhá. Một glu thì nó cho mình 2 bạc. Vậy số mol bạc của mình 2,16 chia 108 bằng 0,02. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol glu là 0,01. 0,01 mà mình chia cho 0,05. 0,01 mà mình chia cho 0,05. 0,005 nhỉ. Thì kết quả chúng ta là bằng gì ạ? 46 đáp án gì ạ? Thôi thầy không phải bật máy tính nữa nhỉ. 46 đáp án B 0,2. Rất dễ. Rất dễ. 47 ạ. 47 câu điện phân dễ lắm em. 47 ạ. Trong số các loại tơ sau, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo, các bạn hãy chú ý nha. Như thầy Minh đã dạy các em thì chúng ta chỉ cần nhớ hai cái thằng tơ nhân tạo thôi. Một là tơ visco, hai là tơ acetat, và mình chỉ cần nắm nó thôi. Vậy mình sẽ có này, visco và acetat tơ nhân tạo, chọn B luôn. 48 ạ. Chất nào sau đây không có khả năng thủy phân ạ? 48 ạ. Chất nào sau đây không có khả năng thủy phân ạ? Chất mà không có khả năng thủy phân mà mình nhìn về bọn carbohydrate thì nó là bọn monosaccharide. Monosaccharide là fructose. Đáp án chính xác là đáp án D. Câu 49. 49 nào các em? Phải thật nhanh. Comment đáp án thật nhanh nào các em. 49 ạ. 5,9 gam amin đơn chức thu được 9,55 gam muối, số đường phân cấu tạo của X. Ta sẽ có này, số mol của HCl chính bằng số mol của NH2 và chính bằng số mol của amin. Đúng không? Bởi vì đây đề bài cho amin đơn chức. Và bằng 9,55 trừ đi 5,9 chia cho 36,5 bằng 0,1. Vậy mình tìm được phân tử khối của amin đơn chức RNH2 bằng 59. Suy ra R bằng 59 trừ 16. R bằng 59 trừ 16. 59 trừ 16 bằng 43. Bạn nào không biết thì sử dụng tuyệt chiêu thầy Minh, 43 chia 14 gần bằng 3. Đúng chưa? Nên nó sẽ là C3H7NH2. C3H7NH2 hay amin của nó sẽ là C3H9N. Nào bây giờ cùng nhẩm nhanh đồng phân với thầy nhỉ. Bằng 59 là mình lấy 5,9 chia số mol là 0,1. Được không ạ? Số mol đằng này bằng 0,1 mà. Amin bậc 1 nào. Amin bậc 1 có bao nhiêu đồng phân? Bậc 1 3,4,5,2,4,8 có 2. Bậc 2, bậc 2 ta sẽ có là 1 cộng 2, 1 cộng 2 có 1. Bậc 3 ta có 1 cộng 1 cộng 1 ta có 1. Vậy tổng cộng ta có 4. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Chúng ta có 4 đồng phân. Và đây là phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh của thầy Minh. Được không ạ? Ok chưa? Câu 50 ạ. Câu 50 ạ. Câu 50 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 50 nào các em. Phải thật nhanh, khẩn trương nào các em. 50 ạ. 50 đáp án gì nào? Cho hỗn hợp gồm, cho hỗn hợp gồm Fe Mg nhá. FeMg vào dung dịch AgNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm 2 muối. Dung dịch X gồm 2 muối, chất rắn ni gồm 2 kim loại. Thứ tự của kim loại tạo thành tính khử tăng dần, vậy mình sẽ có Ag và Fe. Vậy 2 muối ta sẽ tồn tại là muối MgNO3
hai lần và muối gì ạ? FeNO3 hai lần, các em nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta FeNO3 hai lần và MgNO3 hai lần. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 50, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B và chia buồn với rất nhiều bạn chọn C. Thế mình đã nhìn thấy rồi, có rất nhiều bạn chọn C ở câu 50 này. Các bạn phải nhớ mãi cho thầy mình một câu như sau: có Fe tồn tại, Fe dư thì trong dịch không bao giờ tồn tại FeNO3 3 lần, mà chỉ tồn tại FeNO3 2 lần thôi nhá. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Chia buồn với rất nhiều bạn đã chọn đáp án sai. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời các em nhá. 51, vừa nãy có bạn kêu là dễ quá. Đấy là do bạn ấy chưa làm xuống dưới thôi. Đúng không? Đề thể minh thì có bao giờ dễ đâu. Đề thể minh chưa bao giờ dễ cả. Câu 51, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí. Na vào nước sinh ra H2, một anh. Fe 2 cộng NO3 trừ H cộng sinh ra khí NO, hai anh. H cộng vào HCO3 trừ sinh ra khí CO2, ba anh. Cu và NO3 đặc nóng sinh ra khí NO2, bốn anh. Na2CO3 vào AlCO3, câu này nhiều bạn bị lừa, sinh ra khí CO2, năm anh. Anh này không sinh khí. Anh này sinh khí NH3, 6 anh. Vậy chúng ta có tổng cộng là 6 phản ứng sinh ra khí. Và câu 51, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, được chưa? Câu 51, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Ok nhá. Câu 52, chúng ta đang đến dần dần những câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu 52, 52 chọn nhận định đúng. Số nhận định đúng là amylose và amylopectin đều có chung mạch phân nhánh, sai, không phân nhánh. Trong mật ong có nhiều đường group 40%, cái này đúng này. Tinh bột, sen, sắt, glu đều khả năng thủy phân, sai, glu không thủy phân. Hàm lượng glucose trong máu người 0,1, đúng. Trong các loại đường fructose sắt thì đường sắt có vị ngọt nhất, sai, đường fructose. Vậy số nhận định đúng là mình có 2. Các bạn ơi, các bạn muốn xem thầy, muốn xem video record ấy, các bạn vào trên cái dòng bio của thầy nhá. Bạn nào mà muốn xem lại ấy, thì vào bio của thầy nhá. Năm bạn phát biểu sau, số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau ạ, số phát biểu đúng là có bao nhiêu phát biểu đúng, được chưa? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Estephenin propionate tác dụng với NaOH thu được hai muối là natri phenolate và natri propionate, chính xác. Đây là este của phenol, thì este của phenol sinh ra hai muối là điều tất yếu, được chưa? A đúng. Thủy phân xác trong môi trường axit chỉ thu được glu, sai, thu được glu và fructose. Các em nhá, chú ý nhá. Để loại bỏ anilin trong dính trong nghiệm dùng HCl, đúng, chính xác. Để loại bỏ đun nóng tripanmitin dung dịch NaOH thì sẽ xảy ra phản ứng thủy phân, chính xác, xà phòng hóa luôn. Trùng hợp acid terephthalic với ethylene glycol thu được polyethylene terephthalate, đúng. Thủy phân đến cùng peptide trong môi trường acid hoặc môi trường kiềm thu được alpha amino acid là sai, thu được muối. Vậy đây chúng ta có mấy phát biểu đúng? 4 phát biểu đúng, chính xác. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A, các em nhá. Chúng ta có 4 phát biểu đúng, được chưa? Chúng ta có 4 phát biểu đúng. Ok, các bạn vào tường của thầy ấy, xong rồi nhấn vào cái bio giới thiệu ấy, nó có link bio đấy, được chưa? À đấy, toang đây này, chọn 4 là toang. Kinh không? Trùng gì? Trùng ngưng chứ không phải trùng hợp. Thấy không? Sợ chưa? Bẫy chưa? Vậy đây chúng ta chỉ có mấy? 3 thôi nhá. Úi giời, chưa gì các bạn đã đòi check va rồi. Thầy tỉnh lắm các em ạ. Đời nó không như là mơ đâu. Đời nó không như là mơ đâu. Lát một cái là đi cả đời luôn nha. Lát một cái là đi cả đời luôn. Ok ạ. Thấy xịn không? Thấy xịn không? Thế mà vừa nãy có bạn, bạn ấy kêu là úi dồi ôi, cái đề này cái dễ quá. Bạn có thấy dễ không? Chẳng dễ tẹo nào, đúng không? Câu 54 ạ. Câu 54 ạ. Cho các phát biểu sau. Câu 54 ạ. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu sai là. Sáng ra mà làm mấy câu này, này.
hơi bị kinh luôn. Số phát biểu sai, đây bài hỏi số phát biểu sai nhá. Lên men glucose thu được ancometric sai. Glucose bị oxy hóa bởi AgNO3 đun nóng đúng. Xác không làm mất máu nước brom sai. Sen amylose polymer dạng sợi mạch phân nhánh sai. Thủy thân thì hoàn toàn tinh bột sen thu được fructose sai tiếp. Vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu phát biểu sai các em? Đề bài hỏi chúng ta tổng cộng có bao nhiêu phát biểu sai? Nào các bạn cùng chọn cho thầy Minh xem có bao nhiêu phát biểu sai. Chúng ta tổng cộng có mấy? 4 phát biểu sai. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. A, rồi 55 ạ. 55 ạ. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, câu đếm cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, câu 55 đáp án gì ạ? Câu 55 đáp án gì ạ? 55 các bạn chọn đáp án gì? Số nguyên tử carbon trong một phân tử chất béo là một số chặn. Thế bây giờ mình cứ thử đi. C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 đúng không? Thì đây là số phân tử là 18 x 3 là 54, 54, 357 chứ. Vì vậy nên cái 1 này sai. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều, đúng. Xà phòng hóa đấy. Este thường dễ tan trong nước có mùi thơm, este thì không thể dễ tan trong nước được, sai. Trong phản ứng este hóa thì H2O tạo từ H trong nhóm COH là sai, phải từ OH trong nhóm COH. Thủy phân các este no đơn chức vạch khở trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol, sai. Mình có thể thu được hai muối và nước với thằng este của phenol hoặc có thể thu được muối và anhít. 6. Cuối cùng, dầu mỡ bị ôi thiêu là do các gốc axit béo không no bị oxy hóa chậm trong không khí, đúng. Đề bài hỏi số phát biểu đúng. Được chưa? Vậy chúng ta có tổng cộng bao nhiêu phát biểu đúng ạ các em? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Chúng ta có tổng cộng bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Bao nhiêu? Úi giời ơi. Thầy thấy nhiều bạn chọn. Từ từ đã, thôi đừng đợi. Khoa. Khoai đừng để lộ nhá, đừng để lộ Khoa ơi. Khoai đừng để lộ nhá. Bình tĩnh, để các bạn comment đáp án đã. Để các bạn comment đáp án đã. Ơ đây thầy thu nhỏ màn hình rồi mà. Để các bạn comment đáp án đã. Mấy đáp án đúng? Ồ, các bạn sợ quá, không bạn nào comment đáp án. Các bạn sợ bị thầy lừa à? Các bạn sợ bị thầy lừa à? Đây. Ý 5 này đúng. Bởi vì ở đây đề bài nói ông ta là esteno đơn chức mạch khở. Được chưa ạ? Esteno đơn chức mạch khở nhá. Vì vậy nên ở đây của chúng ta, ở đây của chúng ta là có 3, 2, 5, 6. Và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Ok chưa? Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn A nhá. Chia buồn với những bạn nào mà không chọn A. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Và thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào buổi sáng ngày mai. Dậy sớm số 21 cùng thầy Minh Berlin. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Hẹn gặp lại. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em. Nhớ click nút chuông, follow xem trước thầy Minh để không bỏ lỡ bất kỳ buổi live nào của thầy nhá. Sáng nào cũng vậy, 5 giờ 15 phút. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.